Bạn liên tục thấy mình ở trong một ngôi nhà nơi mà vợ và con trai bạn đã chết, khám phá những manh mối ẩn giấu trong ngôi nhà và giải mã bí mật về cái chết của họ, trải nghiệm sự căng thẳng và sợ hãi liên tục trong không gian vòng lặp luân hồi. Xin chào các bạn, mình là Lucy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên Can't Revert. Rồi. Đấy, được rồi đấy. Nhanh quá nó sẽ hơi bị giật giật. Cửa này không vào được. Cửa này thì không có tay nắm. Cửa này không vào được. Không biết là game này sẽ có con ma gì đây. Ây à. Cửa này vào được này. Ú, ở đây có cả bình bóng cười này. Chắc là ở bên bển thì cái bóng cười người ta không cấm, bên Việt Nam mình thì mới cấm. Anh em nào muốn bóng cười thì tải cái tựa game này về làm vài hơi nhá. Ok. Đấy, nhớ là ở đây có cái bình bóng cười nhá. Hello bạn. Ăn. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình. Có một đôi Dr. Martin, xong rồi một đôi Converse. Ồ, cửa này lại không mở được. Ồ, mình để ý là tại sao mấy cái ảnh ở đây nó đều bị kiểu bô đen mắt nhỉ? Phim hentai hả? Cái gì nhỉ? Mình nghe tiếng nhạc, không biết anh em có nghe tiếng nhạc không? Ở đây nó lại có một cái cửa rất là kỳ quái. À, cái cửa này mã là MDF067 nhá. Anh em muốn hỏi mình cái texture của cái gỗ này mã là gì thì nó là MDF067 nhá. Đừng hỏi vì sao mình biết, vì đấy là nghề của mình mà. Cái gì kêu? À, đây, đó là cái này. Con bướm. À, con bướm này thì chúng ta không đụng vào được. Ui, thôi, em đã đụng vào bướm đâu mà chị lại. Rồi ôi. Ui. Ủa? Nani? Hả? Tại sao lại quay về đây nhỉ? Kiểu mình chưa kịp load xong ấy. Tại sao lại quay về đây nhỉ? Mà hình như cái hành lang nó tối đi rất nhiều. À đây vẫn có cái bình bóng cười kìa. Vẫn có cái bình bóng cười. Nhưng mà bây giờ thì trời đã mưa rồi. Giấu mưa, trung quân. Cửa này thì vẫn không mở được. Có một cái mảnh giấy gì đấy ở trên này. Make sure to take your medicine. Hãy nhớ uống thuốc. À, phải nhớ là chúng ta phải uống thuốc gì đấy. Chúng ta uống thuốc gì nhỉ? Thuốc gì đây? Ồ, có ai đó đã phá tan cái căn hộ này ra rồi. Cái căn hộ này là không dành cho các anh em bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay còn gọi là OCD. À đây, bây giờ chúng ta sẽ phải quay lại cái chỗ này. À, không vào được. Phải nhớ uống thuốc. Để mình đi tìm thuốc đã. Thuốc ở đâu nhỉ? Đây, thuốc đây. À không phải. Anh sợ game này không? À, mình không sợ bạn ơi. Tất cả những cái game kinh dị này vào tay mình thì nó đều thành game hài hết. Thế nên là khán giả cũng không sợ, mà mình cũng không sợ. Anh em cứ yên tâm. Anh em đã tìm được đúng cái kênh để anh em xem rồi đấy. Ồ,
quay lại đây được hả? Cái này là mới nha. Cái này mới nha. Lạ nhờ, không thấy thuốc ở đâu. Thuốc ở đâu nhỉ? À đây. Trời ơi, đúng là cái mắt của người già. Đây thuốc đây. Đây là cái... Có điện thoại mà, chúng ta phải đi nghe điện thoại. 911 đây, mày cần gì? Làm ơn nói chậm lại. Sự an toàn của mày là... Có vẻ... Có vẻ như là chúng ta gọi cấp cứu. Hello bạn Dung. Cảm ơn bạn đã xem livestream của mình nha. À, bây giờ có đèn pin này. Được đấy. Ui, cảm ơn bạn đã tặng cho mình một hoa hồng. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Nãy giờ chưa thấy có ma nhỉ. Nãy giờ là... Ui, cảm ơn bạn đã tặng cho mình thêm một hoa hồng nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ông nào ăn bún đậu xong rồi là tung tóe hết cả lên tường này, văng cả lên trần nhà luôn này. Nứt cả tường cơ mà. Đấy. Ui, cảm ơn bạn tặng cho mình rất nhiều. Ui, bạn tặng cho mình nhiều quá. Hello bạn Tú Quỳnh. Hello anh, bận quá, giờ mới xem. Mà ý đó anh. Ây à, ghê nhỉ. Cảm ơn bạn Dung nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Wow, chúng ta đã có một bạn. Ôi, bạn Dung ơi, bạn từ từ hãng donate nha. Để mình chơi cái đoạn này. Có lẽ là nó sẽ là một cái phân cảnh quan trọng cho cái tựa game này. Mình cảm ơn bạn rất nhiều bởi vì đã donate cho mình rất nhiều nha. Bạn đợi mình một tí. Cái gì đây? I am sorry, tôi xin lỗi. À, vậy là có ai đấy đang rời đi này. Cái gì đây? Có ai đấy đang rời đi. Có máu trên tường. Cái quạt trần này có thể thôi đi được không nhỉ? Hello bạn Ken Junior. Game gì thế bé yêu? Hello bạn TN. Game này tên là Ken River. Không đi được. Thôi chết rồi. Chết rồi. Open the door. Chúng ta phải mở cửa. Mở cửa nào. Đường vào tim em hơi lắm lối. Cửa nào đây? Cửa này à? Sao tự nhiên cái căn nhà này nó lại ít cửa đi nhỉ? Open the door. Cái cửa này hả? Có phải đâu. Con ma này nó cũng biết lừa. Chết rồi mà vẫn không nói thật được. Ây à, không mở được hả? Thề, tiếng của cái quạt này nó còn đáng sợ hơn cả tiếng của con ma. Ma kè. Hôm qua anh có livestream không? Hôm qua mình không livestream. Hôm qua mình bận bạn ạ. Hôm nay mình sẽ livestream bù. Open the door. Có lẽ là chúng ta sẽ phải quay lại cái hành lang chết chóc này để mở một cái cửa nào đấy.
Cửa này không được này. Cửa này không được này. Cửa này cũng không được. Vậy là cửa nào ta? Ở đây hết cửa rồi. Don't crack. À, ok. Vậy là chúng ta sẽ phải đi tìm những cái ký tự này này để cho nó biến mất. Rồi rồi rồi, đã hiểu đã hiểu. Đi tìm ký tự thì đơn giản thôi. Secret. Đi tìm thêm một cái chữ nữa hả? Chưa được, vẫn còn phải tìm một cái chữ nữa. Một cái chữ gì đấy mà bắt đầu bằng chữ T. Hello bạn, cây đen. Thể nào hôm qua em mở mà chẳng thấy gì. À, hôm qua mình lại không livestream. Mà đâu rồi, anh em nhớ nó quá. Cửa sổ thử anh. Cửa sổ. Cửa sổ nha. Đợi mình một xíu. Cửa sổ hả? Không 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 được. Cửa sổ ở đây không được. Có lẽ là cửa sổ ở bên này. Đây. Đây nó có hai cái cửa sổ. Cửa sổ tâm hồn. Cũng không có gì. Trần nhà là cũng không có chữ gì. Trần nhà là không có chữ gì. Đúng rồi. Ok ok. Vậy chúng ta sẽ phải quay lại cái hành lang này. Đợi mình một tí. Mình kiểm tra cái trần nhà trên này xem sao. Ok, không có nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây. Chắc chắn là ở đây nó sẽ có một cái gì đấy. Có không nhỉ? Không có rồi. Mình nghĩ là nó sẽ chỉ ở trong nhà thôi, chứ nó không ở ngoài hành lang này đâu. Ngay chỗ cái gương á. Hello bạn, cây đen, cảm ơn bạn nhé. Phòng nãy có quạt thêm chữ. Phòng nãy có quạt thêm chữ à? Phòng có quạt. Phòng đây. À không phải. Cảm ơn bạn Chip đã follow mình. Ở phòng tắm hồi nãy. Ở phòng tắm hồi nãy. Từ 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 từ, anh em bình tĩnh nha. Không mình lại loạn. Ở cạnh cái gương. Cánh quạt có chữ. Có đâu. Ồ, không có rồi anh em ạ. Có lẽ là chữ này nó đang được viết ở dưới sàn nhà. Hello bạn Chip. Trên trần nhà, à mình tìm được rồi. Mình tìm được rồi. Ở đây có gì không? Một cái căn phòng gì đấy. Cái gì nhỉ? Có lẽ là đi được rồi này. À đây, đi được rồi, đi được rồi. Ôi dồi ôi. Cái gì thế này? Cái này nhìn giống mấy cái khu căn hộ ở Hồng Kông nhỉ? Có điện thoại, mình phải đi nghe điện thoại. Jonathan, do you know what time it is? John, mày biết mấy giờ rồi không? Mày đã cảm thấy tồi tệ hơn rồi. Mày có uống thuốc không? Ta bảo là mày cần phải uống thuốc liên tục cơ mà. Mày có biết là gia đình mày lo cho mày thế nào không? Mày có biết là rất nguy hiểm không? Đừng có bao giờ quên uống thuốc. Thuốc gì nhỉ?
phòng tắm đã mở cửa. À, chúng ta phải uống thuốc. Ồ, khi chúng ta uống thuốc xong thì tất cả mọi thứ nó trở lại bình thường. Nó không bị kiểu máu me các thứ nữa. Sao em thấy hơi sợ? Đèn đỏ sao dữ vậy anh? Nó gọi cho anh à? Có lẽ là con ma nó vừa muốn kiểu liên hệ với chúng ta một tí. Hẹn ông 9:30 chơi Valor nha. Ok Minh ra. Ok luôn. Chốt kèo. Cảm ơn 14 bạn đang xem livestream của mình. Cảm ơn các bạn đã thả cho mình 4.000 tin. À đây này, sau khi uống thuốc thì tất cả mọi thứ nó đều bình thường. Hello bạn, tre mắm non. Lại cái gì thế nhở? Ôi! Ê, mình bị ngáo hay là có cái bóng nó vừa bay vào cái phòng này thế nhở? Không biết là anh em có nhìn thấy cái bóng không nhở? Khi nào hết game ạ? À, mình cũng không biết nữa. À! Đấy, đã bảo rồi, quạt trần rơi vào đầu học sinh đây này. May là cái lớp này là tan học rồi. Anh em dạo này có đọc mấy cái tin tức mà kiểu quạt trần nó rơi vào đầu học sinh không? Có à? Đừng nhắc tới nỗi ám ảnh của em chứ. Đây này, cái quạt trần nó vừa rơi xong kìa. Ông nào vừa kêu là con ma đâu đấy? Em chào chị. Vâng, em đến sửa đường ống nước ấy mà. Có phải chị cần sửa đường ống nước không? Chị ơi. Chị à? Ôi giời ơi, tưởng gì? Tưởng nó sẽ hù mình cơ. Tưởng gì? Thường thôi. Ma này không sợ rồi. Ma này nó gặp mình nó sợ. Mình đã bảo mà, anh em vào xem kênh của mình thì sẽ không sợ đâu. Bởi vì thường ma nó sẽ phải sợ mình. Cái gì đây? Hello bạn Uzi nha. Rồi tới người yêu em đó. À, người yêu bạn là con ma hả? Thấy người yêu em xinh không? Vừa xinh vừa cao. Nó chờ anh đấy. Con ma nó nhát đấy anh á. Anh cảm nhận được như thế nào khi chơi game kinh dị mà anh cầm được khẩu súng? Thật ra ấy, những cái game kinh dị ấy mà nó đưa cho mình khẩu súng ấy, trừ những cái game như kiểu Silent Hill hay là Resident Evil, thì mình thấy là súng vô dụng. Súng làm sao bắn được ma? Có con bướm bướm của ai để quên? À đây, đi được rồi. Cái đèn này nó nhấp nháy là chúng ta sẽ đi được. Bà hồi nãy làm hú hồn à? Ơ, phòng này lại mở cửa đó. Thật luôn. Tưởng mở cửa cho mình vào. Hết cả hồn. Bây giờ mà có con ma nó ngó từ đằng sau cái cửa này ra thì thôi nghỉ game. May là không có anh em ạ. Ô, sao vậy?
Bây giờ chúng ta sẽ phải đi nhặt mấy cái mảnh giấy. Mình nghe thấy tiếng chân. Mình nghe tiếng chân. What the hell? Ui, không phải chân. Máu. Rất nhiều máu. Ây da. Cái cửa này là cửa gì mà sao lại xuất hiện ở trong tất cả những cái giấc mơ mà lại không có tay nắm nhỉ? Lạ ghê. À, ở đây nó có một cái mảnh ghép nữa này. Mảnh ghép cuộc sống. Hãy lắng nghe những câu chuyện kể về thấy trái tim ta biết yêu thương. Mình ghét cái chương trình đấy vãi. Thề mình rất là ghét cái chương trình đấy luôn. Thời gian cứ trôi. Hello bạn Zoha. Game này sợ bằng Outlast 2 không bạn? Ui, sợ hơn. Game này sợ lắm. Sợ hơn nhiều. Hỏi khán giả mà xem. Ma tinh tế đóng cửa giúp. Đây là con ma giúp việc à? Nó đóng cửa cho anh luôn kìa. Ôi, cảm ơn bạn Zoha đã tặng cho mình một bắn tim. Cảm ơn bạn. Nhờ có cái sự donate của anh em như thế này, mình mới có tiền để mua game, để tiếp tục livestream phục vụ. Chắc con ma nó không muốn mình nói. Con ma nó không muốn mình nói. À, con ma này nó muốn mình vào trong phòng ngủ. Con này là nó muốn mình trừ tà cho nó ở trong phòng ngủ đấy mà. Ok bạn ơi. Ok luôn. Ơ, không đóng cửa. Nhưng mà ngại lắm, thôi đóng cửa vào đi. Không cho đóng cửa luôn. Con ma này cũng táo bạo đấy nhỉ. Được đấy, mình cũng thích kiểu phụ nữ táo bạo. Nhưng mà nhà hơi bừa nhá, trừ một điểm. Ôi ôi, cảm ơn bạn K305. À đây, khách mời đặc biệt của chúng ta đây rồi. Bạn K305. Cái gì đây? Thứ tư, ngày 28 tháng 1, con gấu bông mới của tôi. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bố đã tặng cho tôi một con gấu bông mới. Nó rất mềm và ôm rất thích. Tôi đã ôm nó cả ngày và thậm chí mang nó đi ngủ. Cảm ơn bố, con yêu bố. Ngày 30 tháng 1, thứ 6, hôm nay là một ngày rất là vất vả. Tôi đã rất tức giận và đấm con gấu bông của tôi. Nó làm cho tôi nghĩ đến cái lúc mà bố đấm tôi. Tôi cảm thấy rất tệ. À, vậy là thằng bé này bị bạo hành rồi. Thằng bé này nó bị bạo hành. July 2nd. I shouldn't have told Grace. Mở cửa ra cũng được. Mở cửa ra cũng được. Sorry. Grace died because of me. Grace chết bởi vì tôi. Jonathan, please. John ơi. Stop. Dừng lại đi. Thôi. Không đùa được rồi. Không đùa được rồi. Chơi nghiêm túc nha. Chơi nghiêm túc. Bắt đầu sợ đấy. Vua chúa của kênh đến rồi. Em thấy màn hình hơi ảo giác. Cảm ơn bạn K305 đã tặng cho mình 16 hoa hồng. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cửa này không mở. À đây này. Cái ông bên tay trái này là John. Còn ở đây là... cái gì đấy? Grace. À... vậy là một cái bi kịch đã xảy ra ở trong cái căn nhà này. Thế mà vào tay mình chơi nó lại thành hài kịch. Thế mới khổ. Ngày nay càng nhiều người trở nên nghiện thuốc. Một vài người nghiện thuốc quá còn giết cả gia đình của mình. Bởi vì là không nhận ra họ.
Tại sao mọi người lại cứ dùng thuốc? Mọi người đang cố gắng thoát khỏi cái thực tại nghiệt ngã này, giống như mày vậy, John. À, vậy là John là nghiện thuốc. Ui, con gấu bông này có cái gậy to thế nhở? Vừa to vừa dài, đầu đỏ. Xong sao nữa? Muốn đánh nhau hả? Muốn đánh nhau hả? Hà Nội không vội được đâu, đợi tí nhá. Bây giờ phải làm gì ở cái căn phòng này nhỉ? Ui, nhiều thuốc thế. Cái thằng John này nó nghiện thuốc kinh khủng. Thôi. Hello bạn mèo Linh Cute. Hello Gary. Đầu đỏ chứng tỏ yêu em à? Chuẩn luôn. Đúng rồi, nên mới có, nên nó mới kinh dị đó bạn à. Hello bạn Hà Nam. Ây à. Một loạt những cái con người khủng khiếp gì đấy. Cái gì đấy? Sao mờ mờ nhỉ? À, thuốc. Chúng ta bị nghiện thuốc. Hết hồn. Game có shift không anh? Game này lại không có nút chạy. May thế nó không có nút chạy, xém tí nữa em xỉu rồi. Hello bạn Tú Quỳnh. Game này chính ra cũng sợ phết đấy chứ nhở. Mình là John à, chuẩn luôn. Mình chính là John. Mình chính là cái thằng nghiện thuốc và đánh đập vợ con. Ý là trong game nhá, chứ không phải ngoài đời đâu nhá. Anh em lại hôm sau lại đăng một cái bài giật tít Lucy đánh nghiện thuốc và đánh đập vợ con. Chết. Đây này, thằng này nó còn nghiện đến cái mức mà nó mua luôn một cái bình bóng cười nó kê ở góc nhà. Đây này, bình bóng cười đây này. Dân chơi nhìn phát biết luôn. Ủa, tất cả mọi thứ đang đảo lộn hả? Ồ. Cuộc sống đảo điên, xã hội đảo điên. Không còn có tôn ti trật tự gì cả. Rồi phải làm gì ta? Yongseo? Mày có nghe thấy không, Jonathan? Tao chưa nghe thấy cái điều gì tuyệt vời hơn thế. Đúng rồi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, mạnh nữa lên. Mạnh nữa lên, đừng có làm tao thất vọng. Ờ, không phải mình cố gắng dịch nó bậy bậy đâu nhá. Mà anh em nào biết tiếng Anh, mà mình tin là anh em xem livestream của mình đều biết tiếng Anh, thì cái đấy nó y hệt với cái mình dịch. Mình không cố tình làm nó bậy hơn đâu. Mình thề. Vô Hạn Thành à? Chết rồi, sắp sửa đi diệt quỷ. Hơi thở của streamer thức thứ nhất. Donate. À, vẫn chưa đi được. Hơi thở của streamer thức thứ nhất. Donate. Cái cửa này là gì nhỉ? Mạnh hơn. Anh là Weebu à? Không không không, mình không phải Weebu. Mình là Otaku. Weebu là dành cho mấy cái bạn mà đi sim mấy cái nhân vật nữ. Thế còn mình là Weebu. À, mình là Otaku. Thì mình kiểu hay xem những cái game những cái anime thôi. Ủa? Gì đấy? À, phải đập gương hả? Ồ.
kiểu cái gì đây? Spider-Man 69 lộn ngược đấy. Cái gì đấy? Ơ kìa, cho đi nhờ cái nhờ. Có một con ngựa thì bạn cưỡi từ nó mất rồi. Không phải đứng vào đây có bị cụt chân không nhỉ? À không. Không 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 không. Thấp thấp. Lúc nãy em co giật mà em lo quá trời chỉ vì em hết hồn. Đêm qua anh tuyệt lắm á. Trời ơi. Đêm nào mình chả tuyệt. Có phải mình đêm qua đâu. Cái gì đấy? Đùa. Thật đấy à? Thật đấy à? Cái gì đây? Ô, cái gì đây? Vô hạn thành à? Mình đang không hiểu phải làm cái gì đây. Tôi heo. Tất cả mọi con đường đều dẫn đến phòng ngủ. Không biết là con ma này nó có ý gì đây. Đấy, tất cả mọi con đường đều dẫn đến phòng ngủ. Ây à. Khó nói nhỉ. Hello bạn, Lê Nam. Hôm nay máy em hỏng nên không xem live được. Không sao, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn vì đã vào bình luận ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn. Ơ, đập gương như game gì mình chờ pháp sư đến đây này. Đúng rồi, game Insonima, cái con khỉ gì đấy. Hello bạn, Nam Lê. Nó thấy anh đẹp trai, nó mới đuổi. Nay 17 người xem, anh tôi nổi tiếng rồi. Ra đường xin chữ ký với quả ảnh, có khi bị từ chối. Hello bạn, Hà Nam. Làm gì có nổi tiếng, anh em lại cứ bảo thế. Bao giờ livestream phải 1.000 người xem, như kiểu livestream của Pew Pew bán hàng ấy, thì mới gọi là nổi tiếng. Thế còn 17, 18 người xem thì bình thường, không nổi tiếng. Mấy cái bạn cosplayer xinh xinh ấy, toàn mấy trăm người xem. Hay là tôi cosplay nhỉ? Tôi bật cam lên xong rồi tôi cosplay có khi lại được. Tôi sẽ cosplay bạn Lucy Gaming. Không biết là anh em có biết cái bạn đấy không? Bạn Lucy Gaming ấy. Ôi, bạn ấy đẹp trai lắm. Không biết là anh em có biết cái bạn đấy không? Anh làm đi hả? Em hỏi nha. Ok bạn Chip ơi, bạn hỏi đi. Thui thui em lại anh hả? Làm liền cho nóng. Bạn hỏi đi. Ơ, các bạn không biết à? Mình là fan của bạn Lucy Gaming ấy. Mình thích bạn ấy đến nỗi để cái ảnh của bạn ấy ở dưới cái mục livestream ấy. Bạn đang ngồi đọc sách kìa. Trời ơi, đẹp trai lắm. Mình rất là mê cái bạn đấy. Con bướm đã tỉnh. Pizza? You called 911. Are you sure you have the right number? Yes. A large. Lại thuốc. Ma'am, are you in danger? Yes. Em tưởng ở dưới đó là anh chứ. Đâu, dưới đó là bạn Lucy. Một người phụ nữ 40 tuổi và đứa con 9 tuổi đã bị giết ở nhà mình. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.